Xung đột kéo dài đã khiến giá thuê nhà ở Kiev giảm mạnh. Theo các đại lý nhà đất, giá thuê nhà ở trung tâm Kiev đã giảm khoảng 20% kể từ giữa tháng 10. Các chuyên gia cho rằng nếu tình trạng thiếu điện tiếp diễn, thị trường bất động sản ở Kiev có thể sụt giảm nghiêm trọng hơn nữa. Những người có khả năng kinh tế hơn bắt đầu chuyển ra ngoại ô sinh sống. Dù giá thuê nhà cao hơn, nhưng ở đây có thể sử dụng máy phát điện và đốt củi để giữ ấm. So với tình trạng mất điện liên miên ở thủ đô Kiev, thì đây được xem là lựa chọn khả dĩ hơn. Ở đây chúng tôi có máy phát điện, nếu mất điện thì vẫn có thể đảm bảo nguồn điện. Và chúng tôi có củi để đốt lửa nấu ăn, tạm thời cứ như thế này đã. Tuy nhiên không phải người dân nào muốn chuyển là cũng có thể chuyển đi ngay. Do những hạn chế về khả năng tài chính, nhiều người dân phải bắt buộc thích nghi với hoàn cảnh. Hiện giá thuê nhà của chúng tôi rẻ hơn 1/3 so với vùng ngoại ô. Cơ sở hạ tầng trong thành phố tốt hơn và chúng tôi đi làm cũng tiện hơn. Nhưng bây giờ chúng tôi cuối cùng đã hiểu tại sao giá thuê lại rẻ như vậy. Bởi vì cơ bản không có điện, không có tín hiệu điện thoại di động. Nhà chúng tôi chỉ có một bếp điện nên về cơ bản là không thể nấu ăn. Các quan chức cảnh báo rằng tình trạng mất điện có thể tiếp tục diễn ra ở khu vực thủ đô Kiev. Không phải trong vài giờ, mà có thể trong nhiều ngày khi mùa đông đến. Vào ngày 17 tháng 11 vừa qua, Kiev đã trải qua một trong những đợt thiếu điện kéo dài nhất do hệ thống cung cấp điện bị giới hạn ở mức 523 MW.